Thế thì trong giáo lý nhà Phật có hai cái nghiệp nặng nhất. Thầy nói cho các vong linh nghe. Cái nghiệp thứ nhất là bảo thủ. Nhà Phật gọi là cố chấp. Mà ở ngoài xã hội, cái danh từ ngoài xã hội nó là bảo thủ. Thứ hai là hận thù. Hai cái này nó liền kề với nhau. Hãy bảo thủ chấp chặt mà không được, mà không nghe thì thù. Ở thế gian người ta có cái ngộ nhận là chết là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Bởi vì họ thấy cái người chết vài ba tiếng đồng hồ xong rồi bỏ vô cái quan tài, hoặc giả là đem đi chôn thì mất luôn, đâu có ai dỡ ra thăm chừng đâu. Hoặc giả mình đem vô cái lò hỏa táng mình thiêu thì tiêu hết, không còn gì hết. Thì họ thấy như vậy đó thì họ mới lý luận là chết là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, trống trơn như cái ống tre vậy. Suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì cái người ác cướp của giết người chết rồi cũng hết. Những cái bậc tu hành đạo cao đức trọng suốt đời chết cũng hết. Như vậy người ta tu làm gì? Cứ đi ăn cướp đi, cứ đi làm ác đi, đi bán xì ke ma túy đi, rồi chết rồi cũng 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 hết. Các vị hòa thượng, các vị tôn túc tu hành suốt đời chết rồi cũng cũng hết, thì ai tu làm gì? Các chùa làm gì? Đào tạo giảng sư để làm gì? Bởi vì suy nghĩ như vậy là trái với nhân quả. Bởi vì cái luật nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật không phải là người sáng tác, mà là cái quy luật khách quan tự nhiên. Người ta tin cái luật nhân quả thì nhân quả cũng như vậy. Mà cái người đó không tin luật nhân quả thì nhân quả nó cũng chi phối, không chừa ai hết. Sách Nho có cái câu là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới sao? Mình đánh cá ở dưới sông dưới biển đó, nhiều mặt lưới. Cái loại nhỏ thì mình bắt cá nhỏ, cái mặt lưới vừa vừa mình bắt cá vừa vừa, cái mặt lưới lớn mình bắt cá lớn, còn cái lưới trời lồng lộng nhưng mà không lọt một mái nào hết. Cái lưới đó là lưới nhân quả chứ lưới gì? Lưới gì mà lồng lộng mà không lọt một mái nào hết? Cho nên thế gian họ suy luận là chết là hết, không nhân không quả, không báo ứng, không có đời sau, nó trống trơn như cái ống tre như vậy. Suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm. Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Cái cuộc sống của mình từ lúc mà cha mẹ sinh mình ra, mình mở con mắt chào đời đến khi mình hết thở, gọi là chết đó. Cái cuộc sống là gọi là cuộc sống cũ. Nhưng mà không phải chấm dứt cái cuộc sống cũ đó thôi đâu, thay đổi một cuộc sống mới. Mình có cuộc sống mới
Thì Đức Phật xác định là cái cuộc sống mới này có hai điều kiện, một là an vui, hai là đau khổ. Nếu như lúc sanh thời 50 năm, 70 năm, 80 năm mình sống trên cuộc đời đó, mình biết tu nhân tích đức, mình biết tin nhân quả, làm lành lánh dữ, thì sau khi mình chết là cái đời sống tương lai của mình, cái nhân quả, cái nhân mình gây tốt, mình gieo tốt đó, mình gặt hai cái quả trong tương lai đó tốt. Hoặc giả mình sanh lên các cõi trời, hoặc giả mình sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc giả mình sanh trở lại được làm người. Mà làm người lại có học, giàu có dư ăn dư để, là vì do cái đời sống. Lúc mình còn sống mình biết tạo cái phước đức. Bây giờ mình chết rồi thì cái đời sống tương lai của mình nó đỡ khổ hơn, nó an lạc hơn. Mà nếu như lúc mình còn sống cái cuộc sống cũ, mình làm ác, cướp của giết người, lừa đảo lường gạt, nghĩa là không có cái việc gì ác mà mình từ hết, từ nhỏ cho tới lớn ác học. Sau khi mình nhắm mắt xuôi tay rồi thì cái đời sống tương lai của mình là đau khổ, tức là phải vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cái nhân của mình không tốt, cái nhân mình tạo ác, thì cái quả mình phải gặt hái ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy Đức Phật nói chết rồi không phải là hết, mà cũng không phải là còn, mà tùy cái nghiệp của mình tạo. Lúc sanh thời bây giờ mình phải gặt hái cái quả ác ở trong tương lai, đau khổ hay là an vui. Thầy thí dụ quý vị thầy, lớn lên mình lập gia đình, cha mẹ cho ở riêng cho cái nhà sập sệ vậy đó. Đại khái có chỗ che nắng che mưa, nên hai vợ chồng ở. 30 năm sau cái nhà này nó xuống cấp, mà vợ chồng thì tích lũy một số kinh phí tương đối. Khi bỏ cái nhà cũ này cất cái nhà mới đầy đủ tiện nghi hơn, hai vợ chồng bỏ cái nhà cũ sập sệ đó qua cái nhà mới, có tiếc cái nhà cũ không? Có bệnh rịnh cái nhà cũ không? Có mơ mộng cái nhà cũ không? Đạp bỏ, xấu quá. Nhưng mà bỏ cái nhà cũ mà mình có kinh phí, mình dành dụm tiết kiệm, bây giờ mình cất cái nhà mới, mình sang cái nhà mới, mình ở thoải mái, an lạc, đầy đủ tiện nghi, mình chết giống y vậy được. Thế thì cái người thứ hai là cũng lập gia đình, cha mẹ cũng cho cái nhà cấp 4 cũ, hai vợ chồng ở, làm nhiều ăn nhiều, còn đi dai đi hỏi ăn, nó nợ chồng nợ đóng, không có dư đồng nào hết. Thì đến khi cái nhà cũ này nó xuống cấp, nó hư rồi, đâu có tiền mà cất nhà mới, phải ra chuồng heo, phải ra chuồng bò mà ở. Có đúng như vậy không? Bởi vì không có tích lũy, không có dành dụm. Hãy làm buổi sáng rồi ăn buổi chiều, rồi chiều rồi ăn buổi tối, rồi không có dành dụm được đồng nào hết. Thì 20-30 năm sau cái nhà cũ này nó xuống cấp, thì phải bỏ cái nhà này nó sập, thì nhà mới đâu mà ở, không có tiền. Còn hai vợ chồng trước đó dành dụm cực khổ mà tích lũy được một số tiền tương đối, khi cái nhà cũ nó xuống cấp rồi thì cất cái nhà mới này, bỏ cái nhà cũ sang cái nhà mới này thoải mái. Như vậy bây giờ mình không có tích lũy cái phước đức, mình làm ác, thì mai mốt mình chết đi thì mình vô trong địa ngục A Tỳ, chứ mình không có cái nhà nào tốt hết. Còn đời sống mình biết tu nhân tích đức, mình biết chia sẻ, mình biết đùm bọc, mình biết thương yêu,
thì cái nhân đó rồi cái quả sau khi mình chết rồi mình được sanh về các cõi trời, hoặc giả mình sanh về tịnh độ, hoặc giả mình sanh trở lại làm người có ăn có mặc, giàu có văn hóa, ở những cái nơi có văn minh khoa học. Thế thì quý vị, thì Đức Phật dạy với cái chuyện xã hội nó giống nhau không? Không có trách ai hết. Bây giờ hai cái vợ chồng này không có đồng bạc nào hết, bây giờ cái nhà cũ nó xuống cấp rồi, bây giờ rồi trách ai? Trách trời, trách Phật, trách cha, trách mẹ, không trách ai được, mà tự trách mình. Mình không biết tích lũy, không biết dành dụm, không biết tiết kiệm. Bây giờ hai bàn tay không, phải ra ngoài đồng mà ở. Nói như vậy chứ quý vị chưa hiểu đâu. Thầy minh họa cái chỗ này quý vị thầy. Bây giờ ở nhà cha với mẹ mà có hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, cái thằng con trai đó thì nó sống ở cái xã hội văn minh, 17-18 tuổi văn minh. Còn bố nó đó thì già cả này, hai cái tư tưởng này không có hợp với nhau. Ông bố ông mới thấy thằng con ông nó hớt cái tóc một bên rồi nó hớt cao lên giống như mấy nhà tu rồi, còn một bên nó để xệ xuống rồi. Ông về ông này, mày ăn mặc giống ai vậy? Hồi ông nội ông cố tao, cha tao không có cái kiểu đó, mày phải như tao thế này nè, mày không có được. Thế thì thằng con nó nói thôi ông ơi, lạc hậu lắm, cái kiểu của ông xưa như trái đất, nó đâu có nghe bố nó. Thì bố nó giận liền, không phải giận đâu mà ghét, đuổi nó ra khỏi nhà, đừng có chứa nó. Cái thứ gì mà không giống ông, giống bà, không giống cha, giống mẹ ở ngoài đường, ngoài xá không, giận nó liền, ghét nó liền. Nghĩa là bảo thủ, mình bảo thủ cái ý kiến của mình, mình muốn bảo thủ cái lối sống của mình. 50 năm về trước, 60 năm về trước mà con nó không nghe là mình thù nó liền, mình giận nó liền, đuổi nó ra khỏi nhà. Thì quý vị thấy hai cái nghiệp nó liền kề hơn. Bây giờ con gái, nãy thầy nói con trai, bây giờ con gái nè, 17-18 tuổi, con gái đời A cộng, nó mặc cái quần nó xé thôi, hai ba khúc te tu hết rồi. Về má nó nè, mày muốn ăn mày hả? Ăn mày ăn xin rồi tao mặc đồ rách, chứ mà nhà đâu có nghèo mà sao mày mặc mày xé cùng hết. Thôi bà ơi, cái chuyện của bà này rồi xưa lắm, không có ai mà nghe đâu. Giận nó liền, thù nó liền. Cái thứ gì ăn mặc không giống ai, hồi bà ngoại mày, hồi bà cố mày, hồi má tao không có ăn mặc như mày vậy đó, bây giờ mày giống ai rồi, để ra khỏi nhà tao đi, đuổi đi. Thế là bảo thủ không được thì hận thù. Cái chuyện rõ ràng trước mắt đó, ở đây ngồi đây có hết trơn, không có ai khỏi hết. Thầy nói thì ở trong miệng của gì hết mà thầy biết hết đó. Đúng vậy không? Ăn mày mới mặc đồ rách, ăn xin mới mặc đồ rách. Bây giờ cái bọn trẻ bây giờ nó muốn đời sau nó ăn xin hết, nó mặc đồ rách hết. Cái quần mới chứ không phải là cũ nữa, về nó xé ra nó te tua, nó mặc nó đi đặng nó hợp thời trang. Mẹ thầy hồi xưa ở nhà nghèo lắm, mẹ thầy nghèo lắm, gia đình thầy nghèo lắm, mà không có cái quần cái áo nào mẹ thầy lành hết, giá không mà lành lẽ hết. Dạ. Tết đi chợ mà mặc cái quần giá 5-6 lỗ mà giá hết liền hết. Còn bây giờ con gái bây giờ quần mới không, nó giờ nó xé ra nó mặc như vậy, nó muốn ăn mày, muốn đi ăn xin, nó muốn nghèo. Thầy nói cho quý vị biết, nhưng mà mình nói không có được, nó chê mình lạc hậu, mình là cổ lỗ sĩ, nó là văn minh. Thôi chịu cho làm gì. Chịu thua luôn.
Như vậy hai cái thái độ giữa cha mẹ già và con cái nó còn trẻ, nó văn minh, hai cái thái độ này là không có hợp với nhau thì thù được. Thầy kể cái anh bạn thầy ở bên chợ Đào có hai đứa con gái thầy làm cô giáo, cái thằng con trai đó nó học lớp 11 mà không biết hai cha con có cái gì xích mích, 3 năm không ai nói tới ai hết. Bố ở nhà trên, con ở nhà dưới, mà bố ở nhà dưới, con ở nhà trên, không nói tới ai, thù ghét. Hôm đó thầy về, anh mời thầy ghé nhà uống nước trà chơi, anh em lâu ngày quá gặp bạn học hồi xưa, anh mới trình bày: tôi khổ quá ông ơi, có thằng con mà tôi nói nó không nghe, 3 năm nay hai cha con không nói tới ai hết, tôi ở nhà dưới, nó ở nhà trên, tôi ở nhà trên, nó ở nhà dưới, thầy thấy khổ không? Anh nói như vậy thầy biết rồi. Trong giáo lý nhà Phật có hai cái khổ: ái biệt ly khổ, mình thương người đó, mình xa người đó cái mình khổ. Quán tăng hội khổ, mình ghét người đó mà ngày nào cũng gặp, sáng gặp chiều gặp, khổ. Hai cái khổ đó, ghét mà gặp, thương mà xa. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Mật mà mật gấu chứ không phải mật ong rồi nhỉ. Quý vị nếm mật gấu chưa? Mật gấu mà nếm đó, 1 tuần lễ còn còn đắng. Mật gấu thiệt á, nếm rồi 1 tuần lễ còn đắng. Nói như vậy thì quý vị nó đắng cỡ nào. Nếm mật nằm gai. Bây giờ gai ra lấy cái vỏ sầu riêng á, rồi trải chiếu lên rồi nằm, quý vị biết là nếm mật nằm gai đó, đau lắm. Mà thấy kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai, thầy biết rồi. Nhưng mà không dám nói ra, thôi để trong bụng, thôi biết ảnh khổ lắm. Thôi bây giờ đó thầy chỉ anh làm cái kế hoạch nhỏ nha. Anh hỏi kế hoạch nhỏ là sao? Đơn giản, không có chuyện gì khó hết. Vợ anh nấu cơm dọn lên bàn đó, anh kêu thằng con anh nó lên nó ăn cơm chung với anh. Tôi thề tôi không kêu nó bằng con. Anh giơ tay anh thề, nó con anh chứ ông nội anh sao cả thề. Trời đất ơi, nói với tôi thề không kêu nó bằng con, không kêu thôi, nó ông nội anh hả? Thầy đi về, mình khuyên người ta, ta không nghe thôi chứ mình làm gì. Đâu 20 ngày sau, 25 ngày sau gì đó, anh nghĩ sao đó, chiều cái vợ anh nấu cơm dọn lên cái bàn, thằng con trai anh nó giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà, anh ngồi mâm cơm anh kêu Dũng, nó tên là Dũng, Dũng bỏ đó đi, rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng nhỏ nó mừng quá, nó để hai cái tay dầu nhớ không, nó vô nó ôm cổ bố nó hung: con chờ bố nhiêu đó 3 năm. Chỉ kêu con không mà 3 năm không có kêu. Như vậy trong giáo lý nhà Phật dạy xả mới hỷ, chứ không phải hỷ xả. Mình thường mình khuyên ai thôi hỷ xả đi, không phải đâu, xả mới hỷ. Như vậy cái ông bố đó ông xả, ông không giận nó nữa, ông kêu nó bằng nó bằng con, thì hai cha con mới vui, xả mới hỷ. Trong kinh Đức Phật thí dụ cái xả nó như thế này: có một người gánh một cái gánh nặng mà đi trên cái đường dài mà nắng chói chang. Đâu quý vị suy nghĩ, tôi gánh cái gánh nặng mà đi đường dài mà nắng chói chang thì khổ hay vui? Khổ ghê lắm. Đức Phật nói yêu cầu cái người gánh cái gánh này bỏ cái gánh xuống là khỏe, là an lạc, xả mới vui. Xả đó, cái nghĩa Đức Phật dạy là xả đó. Đang gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang thì khổ quá, cho nên mình trong lòng của mình ôm cái hận thù, ôm cái ghét, ôm cái ghét bỏ, thì giống như cái người gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang vậy đó. Bây giờ chỉ xả cái hận thù đó, buông bỏ cái hận thù đó thì an lạc.
Thầy khuyên tất cả các vong linh y lời Phật dạy xả. Quý vị thấy cái hình tượng của Đức Di Lặc ở trong chùa mình thờ, ngồi cái bụng to lớn, cái miệng thì người cười tít tét, đâu có Đức Phật nào cười đâu. Phật nào cũng trang nghiêm hết mà riêng Đức Phật Di Lặc thì cười, mà cười ngay cái đầu đầu năm Tết nữa chứ. Chứ phải giữa năm hay là cuối năm không nói, đầu năm Tết. Cho nên xuân là vui, xuân là hạnh phúc, cho nên ngày thị hiện ngay đầu xuân, ngày cười. Người Đức đó, họ nghiên cứu cái nụ cười thế này. Nếu một ngày mà mình nở cái nụ cười thực sự an lạc, thực sự an lạc, thì tuổi thọ mình tăng được 3 giây. Còn cái ngày nào mình bế tắc quá, mình khổ quá, mình không có cười, thì giảm thọ 5 giây. Cho nên quý vị muốn mình trường thọ, muốn mình sống là sống lâu, sáng mình cười cái đã, trưa mình cười cái đã, xế xế mình cười cái đã, tối mình cười rồi ngủ, thì trường thọ. Còn cái mặt méo xẹo mà khổ thì giảm thọ. Người ta nghiên cứu cái nụ cười. Nhưng mà thầy nói cái cười thật sự, cái cười giả bộ không có được. Giả bộ là sao quý vị biết không? Vợ chồng đang mâu thuẫn, tức là cãi giả với nhau, có khách tới cái giả bộ cười. Cười đó cười giả bộ chứ không phải cười thiệt. Ở đây người ta nói cười thật sự, cười thật sự. Thì cái tuổi thọ mình tăng có 3 giây mà mình khổ quá mình không cười được là giảm thọ 5 giây. Như vậy cái đời sống của chúng ta, cái nụ cười đó với cái tuổi thọ của mình, nó có cái sự liên đới với nhau rất là đặc biệt. Cho nên Đức Phật Di Lặc cười ngày đầu xuân là cái ngày nguyên đáng mở màn cho một năm mới. Mà tất cả chúng ta an lạc, chúng ta có hạnh phúc, ngày mới, người mới. Mà người mới tức là người không có phiền não, người mới tức là người không có sân si, người mới người không có hận thù, thì nó giống như là cái ngày đầu năm mà cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc muốn nhắc nhở Phật tử chúng ta vui cười hoan hỷ thì cuộc sống của chúng ta mới an lạc. Khuyên tất cả các hương linh, các vong linh xả ly tất cả những cái hận thù, những cái cố chấp, theo nương về với ánh từ quang của Đức Phật, nương với Phật, nương với Pháp, nương với Tăng mới được an lành. Bây giờ các thai nhi đó, nó có 2 trường hợp. Nếu cái người mẹ đó sảy thai thì nó theo, nó thương. Mà nó thương đó, cái người mẹ cũng bầm dập lắm, nay đau mai bệnh cũng quặt quà quặt quải để cứ không làm ăn gì được, nó thương. Thứ hai là phá thì nó thù, bởi vì giết nó, bức tử nó thì nó ghét, nó thù. Nó thù, nó theo, nó báo thì cũng không làm ăn gì được, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn gì, không có làm ăn gì được. Thứ như vậy, cái thai này, một là nó theo nó thương mẹ nó, hai là nó theo nó phá mẹ nó, thì mẹ nó còn không làm ăn gì được hết. Thầy kể hôm đó thầy qua bên Cần Giờ, thầy thuyết linh cho cái trai đàn bạc độ thai nhi ở Cần Giờ đó. Thì 7 giờ tối này thầy mới thuyết linh, thì 2 giờ chiều đó sư cô Hương Nhũ xuống ra giảng. Thì thai nhi nó dập nhập vô mẹ nó phản đối, nó nói ban tổ chức thỉnh hòa thượng xuống giảng, hòa thượng không xuống cô này xuống làm chi. Cô Hương Nhũ cổ mới điện thoại con nói quê quá sư phụ ơi, con giảng họ chê. Đất ơi, cô có bằng tiến sĩ chứ thầy đâu có tiến sĩ, thôi không có duyên, để tối thầy xuống thầy giảng. Quý thầy trong ban tổ chức lấy cái chương trình đọc cho thai nhi nó nghe là hòa thượng giảng 7 giờ tối, còn 2 giờ chiều là sư cô Hương Nhũ giảng cho Phật tử còn sống. Nó mới êm. 7 giờ thầy xuống thầy giảng, thầy ngồi trên cái đàn cao như thầy, nó ngồi hai bên, nó vỗ tay, nó hoan hô.
Thầy dồn thầy thấy ủa nay sao rồi giảng sao vỗ tay hoan hô, thầy biết nó nhập vô mẹ nó lắc lư lắc lư. Thầy lấy cái tay thầy nhẹ nhẹ để thầy giảng xong. 2 tiếng đồng hồ thầy giảng xong êm hết. Thế sau khi xuống pháp tòa rồi quý thầy mới mời thầy vô trong bàn tổ ở trong chùa, còn cái đàn làm ở ngoài sân chùa lớn lắm. Mấy thầy ngoài quê vô làm cái đàn lớn. Thì các thầy nhi nó nhập vô, nó không cho mấy thầy tạ lễ, nó nói cà đớt nó tạ lễ. Thầy hỏi chứ đàn bạc độ thai nhi này các con về giữ bao nhiêu? Nó trả lời trên 5.000 cái thai nhi. Trời đất ơi, thầy tối tăm mày mặt, thầy đâu thấy ai đâu. Thầy mới hỏi ban tổ chức chứ nó đúng như vậy không? Cái thai nhi nó trả lời cái đàn này trên 5.000 cái thai nhi. Thầy ban tổ chức không ai trả lời là giấy A4 đó, mình in ra mỗi một bà mẹ một tờ, mẹ tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, bỏ mấy cái thai ghi vô, thai thứ nhất, thai thứ hai, thai thứ ba, thai thứ tư, thai thứ năm, có người 9-10 lần khoa thai. Như vậy là ban tổ chức họ gom hết những cái tờ giấy A4 này, họ tính là trên 5.000 cái thai gì, bởi vì họ làm việc là có ban thư ký. Từ 1 thai, 2 thai, 5 thai, 6 thai, 7 thai, 10 thai, 9 thai có hết. Trên 5.000 cái thai nhi. Còn ở bên Đức, thầy qua bên Cộng hòa Liên bang Đức đó, có cái ông đàn ông này 56 tuổi. Ông nói sao chiều rồi hai cái vai tôi nó nặng thầy. Thầy kiểm tra thầy nói anh đâu có phá thai sao mà có con nít. Hai cái tay này có em bé trai có gái có hết. Chiều anh chở vợ anh tới tôi xem. Chiều anh chở bà vợ tới, thầy hỏi cho chị có phá thai không, thì bà mới nói là tôi phá 2 lần, ông chồng tôi chủ động biểu tôi phải phá. Bây giờ hai cái thai nó theo bố nó là hai cái tay có hết ở Bình Đức. Nói như vậy không phải nó chết rồi là chấm dứt, mà cái phần tâm linh của nó. Mà quý vị nên nhớ là cái thai nhi là nó linh hơn là cái người lớn của mình. Những cái quan hồn uổng tử, những cái hương linh lớn đó, nó không có linh bằng cái thai nhi, mà cái thai nhi linh lắm. Vì vậy hôm nay đó, ở cái đàn bạc độ này là có thai nhi, thầy khuyên các con xả, bởi vì mẹ của các con đã nhận, đã biết được cái việc làm này có tội, mẹ con đã sám hối. Thì Đức Phật dạy rằng khi mình tạo tội là do cái tâm của mình tạo. Bây giờ mình muốn hết tội là đem cái tâm của mình mà ăn năn hối cải, thì chư Phật chứng minh. Nhưng mà tuyệt đối đã sám hối rồi, từ nay đến suốt đời không tái phạm nữa. Cái việc lỡ rồi, 4 cái hoàn cảnh thầy kể đó, mà người mẹ phải nhẫn tâm để bỏ con, thì các con xả buông tha. Mẹ các con đã biết lỗi lầm, đối trước Tam Bảo đã ăn năn sám hối, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã chứng minh. Bây giờ thầy truyền 3 pháp tam quy, tam kiết cho các hương linh và các thai nhi. Hương linh quy y Phật, hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng. Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục. Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột. Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà bản ác. Hương linh đã quy y Phật rồi, hương linh đã quy y Pháp rồi, hương linh đã quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ,
quy y tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bây giờ tôi minh họa cái chuyện mà chết rồi lâu mau mà chưa có siêu thoát. Ở dưới Bạc Liêu có cái ông này, ông 63 tuổi, mẹ ông chết năm nay 83 năm, mà hồi xưa là nhà nghèo. Bây giờ ông có tiền, ông mua đất, ông mới đào cái hòm của bà mẹ ông, ông mới dời lên cái đất mới đó. Bây giờ bà về bà nhập ông, bà không có chịu. Ông lên ông thưa với thầy: tôi làm cái chuyện đó hiếu thảo chứ tôi đâu có lỗi với mẹ tôi, tại sao mẹ tôi bây giờ không có chịu về nhập tôi, phá nhà? Thầy mới nói: anh phá nhà của bà thì bà giận chứ hiếu thảo gì? Rồi cái nhà của anh đang ở rồi họ tới họ dời, anh chịu không? Anh cũng đâu có chịu, nhà nước bồi thường nó họ cũng không đi nữa. Bây giờ ở Sài Gòn mình đó, ở Sài Gòn mình đó, những cái nơi mà ổ chuột mà ô nhiễm đó, bây giờ nhà nước đi cất cái chung cư, cái nhà tái định cư họ đâu có đi. Họ không có đi. Họ yêu cầu nhà nước là bồi thường xứng đáng rồi. Họ muốn đi đâu họ mua họ ở, cho giờ cất sẵn họ không có ở. Họ không ở đó. Cả Hà Nội và Sài Gòn còn 60.000 căn nhà tái định cư dân không vô ở. Thì kè nó vô nó ở. Nó rõ ràng đó. Thầy kể cho anh nghe đó. Ta đâu có chịu đâu. Bà già 83 tuổi. Một cái ông nữa là 600 năm ở ngoài Nghệ An. Cái công ty Đại Thành này có 6.000 mét vuông làm cái bãi đậu đậu xe, tráng nhựa rồi như lộ nhựa mình vậy đó. Xe đậu mấy chục chiếc. Cái công ty lớn mà làm ăn mà. Thì ở dưới cái phần đất có cái mộ. Mà hồi nhà nước giao đất thì đất hoang không có thấy mồ mả gì hết. Bây giờ mấy ông mới nhập cho cái anh bảo vệ đó, anh trách móc tài xế đó, cứ nhà của ổng mà chạy qua chạy lưỡi nó không có tôn trọng. Ông giám đốc ổng nghe cái chuyện mà tâm linh nó sợ lắm, kinh doanh làm ăn mà nghe đó họ sợ. Ông mới ra Hà Nội, ông mời cô Phan Thị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hà Nội vô coi. Bích Hằng vô thắp nhang đứng tập trung tư tưởng coi mà nói: hòm rương mục hết rồi, xương mục hết rồi mà tâm linh của ông còn. Ông chết cách đây 600 năm, ông tên là Phan Hữu Tùng. 600 năm còn vậy. Mà bác rằng đó là hòm mục hết rồi, hòm nào 600 năm còn. Xương cũng mục hết rồi mà tâm linh của ông còn. Rồi ông giám đốc đó, ông mới tới, ông tâm sự với thầy: bây giờ công chuyện vậy đó. Thầy mới tới, thầy kêu cái anh bảo vệ đó ngồi đó, thầy lên cái tầng lầu 25 làm cái bàn thờ ổng trịnh, được ngàn đèn tối ngày rồi rực rỡ sợ lắm. Thầy lên thầy thắp nhang, thầy giái ổng, thầy xuống ở dưới cầu thang nhập vô ông bảo vệ. Thầy hỏi: chứ chết lâu quá ông đi đâu đầu thai ở làm chi vậy? Ông mới nói: nhà của đệ tử ở, đệ tử giữ vậy làm gì, không đi 600 năm chưa siêu. Thầy điều đình ba buổi chiều đó ông mới chịu.
Thầy đem ông về chùa Tuệ Quang của thầy ở Hà Tĩnh, thầy quy y, thầy dọn cái bàn thờ luôn, thầy dẹp luôn nè. 600 năm ở cái ông đó ở Nghệ An. Thầy qua bên Đài Loan, thầy dự lễ cái chùa Trấn Quốc đó, tổ chức cái pháp hội Di Đà 3 ngày 3 đêm, chư tăng 1.000 người, còn cư sĩ như quý vị là 5-6.000 trên cái núi đó. Thầy đang thầy ngồi tụng kinh này, có cái bà rồi bà chen vô thầy, bà nói sư phụ ơi, con tìm sư phụ nay 20 năm khó quá, đi ra đi chỗ người ta đang làm lễ cái chuyện gì lát nữa nói. Bà bò bà ra ngoài gốc cây, cái hàng cây ngoài bà ngồi, thầy làm lễ xong thì lên tăng xá cho thầy nghỉ, đi đi ngang bà. Bà quỳ gối rồi mình nói, sư phụ ơi con chết cái đây là 204 năm, đưa 4 cái ngón tay lẻ lên. Sao chết ở đâu mà dữ vậy? Lý do sao, nhiêu tuổi, kể coi. Ở Hải Phòng đi đánh cá chìm tàu, hồi xưa đâu có máy móc gì. 19 tuổi chết tại 204 năm. Thì ở Hải Phòng, thì ở Vũng Tàu, thì trong đất nước Việt Nam mà đi bằng cái tâm linh, đi tàu, đi ghe về 20 năm. Con ở Na Uy, uống sao nãy mày nói ở Hải Phòng rồi mày ở Na Uy. Cái nữ này ở Na Uy, tức là cái bà mà nó nhập vô đó, bà ở Na Uy. Rồi bây giờ tìm thầy 20 năm này, có gì thầy giúp cho, phụ quy y cho con, không có cái tên Phật đi đâu, tao không cho vô, đói lắm, thầy quy y con này, mà lại gốc cây kia tao quy y cho, đây đông lắm. Lại gốc cây kia ngồi xuống, thầy truyền ba pháp tam quy, đặt pháp danh, bả lại thầy bả xuất ra, thầy hỏi chứ nãy giờ mà với thầy nói chuyện về bà biết. Dạ không, con với thầy con quen, cái chùa này không có mời, con ở Na Uy. Ủa, thế là cái bà này quê ở Hải Phòng mà có chồng định cư ở Na Uy. Cái thằng này nó chết ở Hải Phòng, nó nhập ở Na Uy, nó về Đài Loan. Mà bà nó hồi nhỏ lớn con không để du lịch Đài Loan nha thầy, vậy mà con bốc máy bay từ Na Uy về Đài Loan, xuống Cao Hùng Đài Bắc đó, bao xe lên Đài Trung, Đài Trung lên cái núi đi một mình. Bây giờ nó xuất ra rồi con không biết đường về. Mà nó dắt đây thôi, mai tôi cho bà Giang về Đài Bắc, tôi về Việt Nam, bà về Na Uy. 204 năm ở Đà Nẵng, 500 năm ở Thái Nguyên là 120 năm, tức là những cái vong linh nữa họ về, thầy quy y cho họ, họ kể cho tay nè, họ nói hết 100 năm. Cái đề giáo lý nhà Phật giải thích là sao? Trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật nói là khoảng 49 ngày thì các cái vong linh là siêu thoát hết. Nếu mà nghiệp nặng còn nghiệp nhẹ thì là siêu thoát liền, mà nghiệp nặng thì trong 49 ngày. Rồi bây giờ những cái vong linh mấy trăm năm thì sao? Kinh nói đúng hay là mình nói đúng? Thật thề chắc thiệt không sai. Nhưng mà giáo lý của nhà Phật giải thích là nhân duyên quả. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, mình nói nhân quả chưa đúng mà phải nhân duyên quả. Thí dụ bây giờ quý vị có cái hạt xoài, thì ai cũng nghĩ rằng cái hạt xoài này đem ươm thì sẽ lên mầm cây xoài, vài năm sau nó có trái xoài, đúng không? Nhưng mà làm sao cho cái mầm cây xoài này cái nó nảy mầm? Quý vị đem cái hạt xoài quý vị gói bằng giấy ni lông, quý vị cất thì chừng nào nó lên 1.000 năm cũng không lên được, vì nó thiếu cái trợ duyên. Cho nên yêu cầu phải đem cái hạt xoài để xuống đất, đất là một trợ duyên chưa đủ, phải có nước là một trợ duyên chưa đủ, phải có ánh sáng là một trợ duyên chưa đủ, phải có nhiệt độ là một trợ duyên. Đó là những cái trợ duyên đó thì cái mầm của hột xoài nó mới phát triển được. Mà nếu không có đủ cái trợ duyên này thì cái hạt xoài này nó thúi luôn, không đủ trợ duyên. Cho nên khi người chết rồi, cái tâm linh này không đủ trợ duyên thì họ không siêu thoát được. Họ bàn bạc trong cái thế giới tâm linh, ở đầu gành cuối bãi, ở cây này, ở chỗ kia, làm đủ thứ chuyện hết. Tức là mình nói là ma quỷ đó, là những cái tâm linh này họ chưa siêu thoát. Cho nên có những cái cây lớn mà mình đốn, mình phải mời người ta. Mình nói thần cây, thần giếng gì đó, nhưng mà thật sự không phải, các cái tâm linh này họ ở trên đó. Cho nên mình muốn đốn cái cây đó là mình phải xin phép. Mình muốn lắp cái duyên đó là mình phải xin phép. Chứ mình làm ngang ta không chịu, cái nhà của người ta ở. Bây giờ mình tới mà dọn nhà người ta không chịu.
Cho nên cái anh ở Bạc Liêu đó, má anh chết 80 mấy năm, bây giờ đào cái mộ lên bà không chịu, bà nhập vô. Bà nhập mùng 6 này bà lên tổ tổ đình này có cái đàn, trai đàn thầy quy y cho cái bà đó 83 năm. Tức là ở ngoài Nghệ An là 600 năm, ở Hải Phòng là cái dông này tức là 204 năm, ở Đà Nẵng là 500 năm, ở Thái Nguyên là 120 năm. Thầy nói như vậy để quý vị thấy. Ở dưới Bến Lức, con bé này nó chết ở dưới cái ao đó hồi nó 3 tuổi. Mà bây giờ nó là 70 tuổi, con em kế nó là 68 tuổi. Cái bữa đó nó mời thầy xuống, dỡ cái con bé đó đó lên. Thầy bà già nó là 93 tuổi. Mà từ ở ngoài lộ mà đi vô chỗ cái ao đó, hai người kè hai cái nách, bả đi từ 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 ngồi dưới cái bờ ao đó. Thầy trì chú, thầy vớt nó lên, nó lên nó nhập bà già nó. Bà già bả đi ra xe, bả đi tè tè một mình, bả không à, không ai giận hết. Nó trách móc ở dưới đó mấy chục năm không có cây nhang, không có ai thương tưởng, không có ai cúng kính, nó ở dưới nó lạnh lẽo nơi sư phụ. Vớt rồi lên nó mừng quá, nó nhấp vô bà già nó, đi ra ngoài xe, bà đi hơn thầy nữa, mà hồi đi vô phải kè hai nách. 70 năm ở dưới cái ao đó, ở dưới bên nước mới mới đầy. Thôi như vậy đó, thầy nói đó, thầy truyền ba pháp tam quy tam kiết cho các vong linh, cho các thai nhi. Quý vị hướng về mười phương tam bảo, mười phương tam bảo, mười phương tam bảo, mười phương tam bảo, mười phương tam bảo.